18 tháng 3, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Hậu Giang cho biết vừa phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả liên tỉnh, ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thẩm Linh, sinh năm 2000, Huỳnh Hoàng Đức Anh, sinh năm 2003, Cao Nhất Ý, sinh năm 2007. Trong đó, Thẩm Linh bị khởi tố về tội làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả. Đức Anh và Nhất Ý bị khởi tố về tội lưu hành tiền giả. Lực lượng công an đã khám xét nơi ở của Trần Thẩm Linh tại phường Vĩnh Hiệp, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, thu giữ hơn 640 triệu đồng tiền giả loại 500.000 đồng cùng nhiều máy móc, vật dụng liên quan đến việc làm tiền giả. Đến nay, Công an tỉnh Hậu Giang đã phối hợp Công an các tỉnh Cà Mau, Tiền Giang, bắt các đối tượng mua tiền giả của Thẩm Linh để điều tra xử lý theo quy định. Liên quan vấn đề tiền giả, trước đó, Công an tỉnh Bắc Giang đã thông báo về một số đặc điểm nhận biết tiền giả. Theo đó, tiền giả polymer mệnh giá 500.000 đồng series UF, DQ và 200.000 đồng series QH, KD có đặc điểm nhận biết như hình ảnh, hoa văn không sắc nét, hình định vị không khớp khít, mực đổi màu được in giả cùng hình ảnh hoa văn mặt trước, không có hiệu ứng đổi màu như tiền thật, mảng ký tự siêu nhỏ là giải mực nhè. Ngoài ra, ở cửa sổ lớn, cửa sổ nhỏ có định dạng không rõ ràng, không cân đối. Các cửa sổ được làm giả bằng cách khoét thủng nền giấy, dán ni lông khu vực cửa sổ, phủ lớp ni lông mỏng trên toàn bộ hai mặt tờ tiền hoặc chỉ phủ lớp ni lông mỏng ở mặt trước tờ tiền. Khi soi dưới đèn cực tím khu vực cửa sổ phát quang, series dọc và series ngang không phát quang.